Đây, mình thấy cái lượng trái cà phê lá xoài bước sang năm thứ ba không? Đến tháng 6 năm 2024 này thì nó sẽ đủ 4 năm tuổi nha mọi người nhé. Đây, mọi người thấy trái của nó đóng không? Đấy, này, cái gian cành này chắc chắn rằng sang năm nó sẽ bị thất thu vì cái lượng trái nó cho như thế này mà mọi người. Đây, trái này, chung, nhìn trái khủng khiếp luôn mọi người. Rồi, mọi người cùng đi tham quan một mình về cái giống cà phê lá xoài này nhé. Đây, cái giống này là năm thu bước sang năm thứ ba đây mọi người này. Trái của nó hết chưa? Trái phải nói là trọc cây luôn mọi người thấy không? Đấy nha. Do đó là cái bước sang năm thứ tư riêng đối với giống cà phê lá xoài này thì cái năm thứ ba này chúng ta có chăm cỡ nào đi chăng nữa thì bước sang năm thứ tư thì giống cà phê lá xoài nó sẽ nghỉ một năm để nó làm cành nha mọi người nhé. Vì cái năm thứ ba và đặc biệt là cái năm thứ hai và năm thứ ba cái giống cà phê lá xoài này nó đã cho chúng ta năng suất cao rồi mọi người thấy không? Này, cây này này mọi người thấy khủng khiếp chưa? Trọc cây luôn rồi này. Đấy. Đấy nhá. Đây. Trái khiếp không? Đấy. Loại này mà hái thì một chút xíu là chúng ta có bao rồi. Này. Trái này. Đấy, thấy trái chưa? Muốn trọc cây luôn rồi. Này. Trái này. Nó là siêu vườn luôn đó các bạn. Rồi, nhưng mà với những cây như này thì chắc chắn rằng là sang năm nó sẽ nghỉ cho mọi người nhé. Nó sẽ nghỉ một năm và bước sang năm thứ năm nó sẽ cho chúng ta năng suất ổn định trở lại nha mọi người nhé. Nó sẽ mất một năm để nó làm cành. Đấy nha. Trái của nó này thôi khủng khiếp luôn mọi người thấy không? Trái của nó này, này. Trái này kinh khủng khiếp, tay dài, trái đóng cục mọi người nhé. Trái đóng phết đấy này, này. Tay thì nó dài nữa, trái đóng chưa, đấy, thấy không? Đây này, cái cây này một cây là khoảng cỡ khoảng 40 kg trái nha mọi người nhé, này, trái này, nha, khiếp chưa? Trái là muốn trọc cây luôn mà mọi người này, này trái này, bên này nữa này, nha, từ trên xuống dưới luôn, thấy trái kinh khủng khiếp chưa? Đấy, như thế này thì ai chẳng ham đúng không mọi người? Nhưng mà sang năm ta sẽ thất thu nhá mọi người nhá, chấp nhận thất thu năm thứ tư để bước sang năm thứ năm trở đi sẽ cho năng suất ổn định trở lại. Sau khi cây đã làm cành xong, mọi người thấy nhá, cái này. Khủng khiếp luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đây. Trọc cành luôn. Này. Thấy nhá. Cái này bạn nào mà bác nào mà đi hay khoán thì thôi khỏi phải bàn luôn. Cái này chắc 500 một ký là mình cũng hái được đấy mọi người. Đây. Trái nó như thế này mà. Hái một người một ngày chắc được cả tấn đấy chứ. Đấy. Trái này, trái của nó hết chưa? Chưa, trái từ dưới gốc cho đến lên trên ngọn luôn này, trái đóng đã không mọi người, đấy. Đấy. Trái đóng đã không, khủng khiếp luôn, này, chọc cây hết, chỉ toàn thấy lá thấy trái thôi, này. Không cành luôn, chọc hết cây rồi, này. Trái của nó này. Đấy, khủng khiếp chưa? Này. Đấy, quá nhiều luôn. Này, đây nữa này. Nhá. Trái này. Đây nữa, mọi người thấy không? Này. Trái mọi người này, thấy không? Đấy. Cùm này như cái cành này là phải được hơn cả ký trái rồi nè mọi người này. Đấy. Như. Trái nó đóng thì thôi rồi luôn. Này. Đấy nhá. Cây này nữa này, trái này. Khủng khiếp chưa? Rồi, như đám này thì chấp nhận sang năm nghỉ một năm thôi mọi người ạ. Chấp nhận phải nghỉ một năm để cây làm cành. Làm cành lại thì bước sang năm thứ năm chúng ta mới có thu ổn định lại được nhé mọi người nhé. Trái khiếp chưa? Này.
cái không còn gì để nói luôn, cọc cây luôn. Đi tiếp chưa, từ dưới lên trên luôn. Này, này, khủng khiếp. Này, trái này, trái như thế này thôi, trái hết chưa. Ừ. Cái này cứ như loại này thì ba cây sẽ được một tạ, một tạ đấy mọi người ạ, một tạ, một tạ tươi đấy. Ừ. Thoải mái luôn. À, này. Ừ. Thậm chí vườn này có cây đạt tỷ lệ là một cây phải được 50 kg đấy mọi người. Này. Trái này thấy không, trừ trên xuống dưới luôn. Rồi. Mình chắc là mình quay một đoạn đây thôi mọi người nhé. Anh em xem video nhớ cho mình một like này và một lượt kênh đăng ký nhé mọi người nhé. Rồi, rất mong sự đồng hành của anh em để ủng hộ mình trong suốt thời gian tiếp theo mọi người nhé. Đừng tiếc cho mình một like và một lượt kênh đăng ký để mình có động lực để mình đi quay những đoạn video để chia sẻ với anh em về các loại giống cà phê cho năng suất nhất trong giai đoạn hiện nay mọi người nhé. Nhiều anh em mà xem video của mình mà chưa đăng ký kênh nhé, thì anh em nhớ cho mình một lượt kênh đăng ký nhé. Và rất cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Mọi thắc mắc về cái giống cà phê lá xoài này, anh em cứ comment ở dưới phần mô tả nhé mọi người nhé. Và dưới phần bình luận mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.